đích tới đó là 80 mét. Và ở dưới đây là một cụm bạc 3m2, đích tới nó cũng là 80 mét. Còn đây là cán này sau khi mà mình in một cái bề canh sữa, mình cán cái màng đó lên cho nó bóng và mình dán lên, đa số dùng trong cái trường hợp là poster dán lên kính hay là dán xe, tem xe thì mình sẽ dùng cái này. Ở phía trong rất là bóng, phía ngoài không có gì hết, phía mặt đây là người ta sáng. Rồi. Còn đây là đây là canh sữa. Mình sẽ phân biệt khác là cái hình này, hình thù này. Đúng rồi, rất là bóng. Để canh sữa. Cái này gọi là để canh sữa. Đây là hai sữa khác biệt. Còn đây là để canh lưới. Những vật phẩm mà mình đã in ấn bằng đề can lưới và đề can. Đây là một tác phẩm mình in bằng đề can lưới và mình đã dán được thử. Còn phía dưới này là mình in bằng đề can trong. Đó, in đề can xong mình sẽ dán lên luôn.